Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định ở Nam Bộ, mưa vẫn duy trì, có nơi mưa to về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng thấp tại đô thị. Còn tại Bắc Bộ, khu vực vùng núi về đêm có mưa to đến rất to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ở Trung Bộ, ban ngày cũng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, cao nhất từ 34 đến 38 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C, cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C.